Nhớ đó, anh lên năm nay lên rồi. Anh đúng con của anh á. Ôi cha, đây cái bông bích đây à, mẹ con muốn mồi cho con á hả con? Chú, dạ. Con sốc là con nó ăn cái ba cái rùi quỷ cái rau muống mình á. Cắn ngay thôi. Mẹ có mướm mồi cho con đây nè, mẹ nó mướm mồi cho nó, để đó nó xây cái mặt lại, mẹ nó mướm cho nó đó, nay nó lớn rồi đây nè, nó có đốm rồi, nó là con đô và con là con vinh đô đó phải không, là bồ câu mà nó có đốm đốm nè, bồ câu có đốm, có vinh vinh nè, hai con, có con bay được chưa? Đứa nào là anh? Đứa này thằng này thằng anh đây nè. Thằng anh đây nè, con em gái đây nè, phải không? Mẹ con là đi về rồi. Mẹ con đi về rồi, bây giờ bay đi ơi, sợ quá, chết ngắt quá hả? Thấy thương chưa? Hai chú bồ, câu có vòng á. Đây lông mọc đầy rồi, một tuần gần tuần rồi hả con? Chú muốn bắt á rồi, chú bắt nó nãy giờ rồi, chú không có bắt nó đâu, bắt cái chi á, bắt chi chim trời cá nước á, rồi không có nuôi được con là con chết là tội, mang tội lắm đó nha. Ôi cha, cái anh này thì có hai cái đốm đen thôi, còn chị này thì nhiều đốm lắm, nhiều đốm đen lắm. Hay là đứa này là đứa trống, cái đứa trống nó đẹp hơn mái mấy bạn ơi. Mái nó ít ra đốm hơn, chắc con chị này chị mái, anh này anh trống ơi. Chỉ cái đầu đó, chỉ cái đầu là tội lắm phải không? Nói là chỉ cái cánh thôi, không có được chỉ cái đầu, chỉ cái cánh là cái tai của con á ha. Thôi, bữa nay ba với Mumi đi làm á, về mới về tới thôi. Ba ơi, con ở đây con chơi nha không? Thanh long trắng đầu ngõ nhà mình nó ra hoa rồi nha mấy bạn. mừng quá, bao nhiêu năm rồi đợi đó cũng mỏi mòn á, mấy cái cây này nó ra sớm, cái bữa nó bị trời mưa cây nó ngủm của đuổi rồi đó. Đó đây đã được bốn trái, bốn nụ, cái nụ này nhỏ nhất nè, mình bỏ cũng được. Chị Hải chứ nói chứ, nó khó đâm bông gần chết mà bảo bỏ. Thì chị cứ để đi nữa ruộng hết luôn. Trời, xong cái đó. Cái này á, thì nó 1, 2, 3, nó trên trời. Cái nhánh nhỏ, cái bông hoa dưới, cái hoa dưới này, cái này đó nó gần nhau quá rồi, cái chính giữa này nữa mà mình bỏ nha các bạn. Đó đây để mình chiếu cho các bạn xem đây. Đây. 1 2 3 nó bốn cái, cái này chính giữa nó gần nhau quá thì nó cũng không tốt cho nên để mình bỏ nó. Bỏ vậy đó là hay kệ nó. Em hèn em bẻ trước vậy đó thì nó chắc ăn hơn nó đậu trái. Còn hơn mà em để đó, nó không thèm đậu đó. Không đậu đó. Nó nói, ui trời ơi. Mà để chi mà lắm thế. Đó, đây nè. Đây cái này ngoài nắng này thì mình để nè. Cái hạt này, cái bông hoa ngoài nắng. Cái này nó chìm rồi trong tối. Nhưng nó chìm rồi quên lãng thì thôi mình để nó đi. Đó. Cái này nó nhiều rồi. Chỗ này nó có trái, có nụ to rồi. Mình vẽ cái này đi, mình không cần. Phải can đảm như vậy các bạn. Anh Duy thì anh Lê anh vui lắm. Anh bẻ đó nhưng mà mình không biết tại sao đó. Những cái anh bẻ rồi cái những cái sao của nó buồn, buồn và hồn không tên. Cái nó đi luôn. Nó đi luôn nguyên series luôn. Đó. Ở đây đó thì nó trái bên này nó cũng nắng hết. Đây có con trái nó xa xa là thôi mình để ba trái. Ví dụ đi. Đó, ở đây nó lên cái nhánh này nè, cho mình vẽ cái đầu ngọn này chút xíu nè. Đó, cho nên nói, mình nói với thôi rồi, bây giờ con phải ra bông đi, nó mùa thu sắp tới rồi để mình tạo giống cho cái thế hệ mới ha. Đó, cái cây này cũng vậy.
Còn nếu mà mình để nó vậy đó, trong cái này nó tiếp tục nó dài, còn cái này mình ngắt như thế này đó, chắc chút xíu rồi mấy bạn ơi. Nếu mấy bạn có cái dao kéo thì cắt dễ dễ hơn mình, vì mình đi làm về đó trời sợ mưa, cho nên ảnh đi xuống dưới suối rồi mình coi để mình đem đồ nghề rồi mình đem cất. Đây nè, cái đọt này nè mình không cắt, mình cứ để nó ra nó dài thòn đó, mình vẽ chút xíu để cho cây nó trũng ngọn lại. Bạn thấy không, mình không tưới rồi cái cây cứ nhánh nó khô vậy nè, mà nó vẫn ra được cái nụ mấy bạn. Chị Hải chỉ tưới cây của xanh xanh mướt à. Cây của chị là nó mát lắm, bằng mùa hè có mấy lạnh, mùa đông có mấy sưởi đó mấy bạn. Nguyên con nhà giàu người ta là solar panel này, nó đủ chỗ hết, tới con chó mà cũng được cắm piscine, mà cũng cắm sao bông thơm gọi chiến lắm nha. Chị Hải chứ chiến lắm, chị với Lisa mày cưng chó lắm lận. Trời ơi, làm con chó chỉ còn sướng hơn làm người ở nhà mình ấy. Tụi mình làm cực như trâu. Anh Lê nói vậy đó, anh nói trời ơi con chó đó nó sướng quá. Đây, mấy anh đổ cho mình cái đống mên ra rồi giờ nó lấp cho cái này nè. Mình cào ra, mình cào cái bữa cũng chưa hết à. Nói mấy bạn chứ, đây cái cây hoa của mình, cây này nó cũng tàn rồi, ba cái hoa nó đều tàn hết ha nha. Giờ nó cây nọ, cái nhánh non này nó chưa, cái hoa nó sẽ ra, rồi đây nó ra con nè. Thì mình sẽ đeo găng tay da đó, mình khiêng nó lên, cây này cũng nhẹ, mình khiêng được. Bữa nay đi làm mình không có nhà, mấy anh đổ thêm đống mên nữa. Mấy anh này công nhận anh cũng lì thiệt á, trời ơi. Ở đây đó mình đã có ông lì rồi, mà ông này đó là còn lì tổ cha nữa, trời ơi. Ui, ui ui. Nhưng mà nó, chị Hải bữa đi chị điểm danh đây nè. Cái đống này là ông đống đổ cũ, là đống ắt cho nên ông đổ đó. Đống này chứ là cũ nhất nè. Cũ nhất trong cái đám đó là sau 2 tháng là không ấy đó. Cái này là cái lá thông nó rất là tốt cho, nó có cái chất axit cho mình đó nha mấy bạn, cho cây của mình đó, đất của mình nó rất là tốt cho đất cát. Cái đống này đống thứ nhì mấy anh đổ nè, là chắc là anh đổ cho David đó. Rồi cái David đóng cửa nhà anh đổ không được, anh trực lên đổ đại đống của mình luôn. Anh nghĩ David chắc là nó cũng chủ nhà mình luôn, nhưng mà nó chỉ là diện cắt ké rồi. Đất nhà nó có 2 mẫu thôi, đất mình tới 10 mẫu lận. Mình là chú tể vùng này mà. Đây, cho mấy bạn nghe. Sáng này đó, nãy mình đi về cái mình kiểm thấy sơ sơ. Đây là cây sơ dừa nè mấy bạn. Mai mình sẽ hốt cái đống sơ dừa này, mình bỏ vô cái bịch đó, mình để dành riêng để mình ương cây. Tại cái sơ dừa này rất là lâu, một có 10 năm mà ảnh không một đó nha. Đó, thì mình để cái sơ dừa này mình ủ riêng, mình tủ riêng để mình làm, để mình ương cây. Đó, đó. Đó, bữa nói tôi còn giận tới anh cào cái đất mình á, anh cào cái này nó sâu 1 thước đó mấy bạn. Anh cài lên cái đó lên á, ủi cái này á, là để cho nó nguyên cái xe truck đồ chở đồ để lên cất nhà đó. Mà nó cái chỗ này là để chiếc xe tải 18 bánh là nó vòng qua vòng đầu lại được đó, quanh đầu lại được đó. Mà chỗ đất này cao quanh như vậy đó của mình á, để mình làm cái nền nhà ở đây, hoặc là làm vườn cây avocado cũng tùy là mình có thay đổi như thế nào không. Nhưng mà ảnh làm dụng đất của mình, ảnh làm tầm bậy tầm bạ nhiều thứ, cây gạch ảnh đổ đây nè, ảnh đổ anh ủi đây nè, ủi qua tới tuốt bên đất này mình bên này luôn. Thì bên kia đó cái đống bên bên kia đó, bên đó đó là nó nằm sát cái bên giới của cái anh đất hàng xóm của bên cạnh này nè, cái đường đi xuống với cái nền nhà của người ta dưới đó đó. Mà ảnh ủi, ảnh tính ủi luôn hết bên qua bên này. Ảnh nói là ủi cái đống gạch, nhưng mà cái đống gạch này ảnh ủi nè, bạn coi nè, nó xuống như mấy cái tượng tảng đá với mình đó, nguyên cái đống gạch phía dưới đó đó. Thì làm sao mà hỏi, gạch thì nó không có tan mấy bạn, mà mình nó đi đó, những cái gạch này đổ luôn mấy bạn, là anh phải đi anh đổ ở chỗ mấy cái chỗ nó recycle, tức là nó làm lại, nó nghiền lại hết cái đó đó, nó nghiền lại hết rồi nó làm đá trải đường thì được, chứ còn không có ai sử dụng cái này. Tại vì tụi mình trong cái nghề vật liệu mình biết mà. Bạn coi anh Lê thì ảnh cả nể lắm, nhưng mà mình nói không có cả nể được. Cái này là lần thứ tư rồi, là ảnh mà cái kiểu như con nít mà không có biết luật lệ gì hết đó. Thì mình mới nói với ảnh, anh đây là cái dạy cho ảnh một bài học. Mình nói, mình bữa đó mình nói rồi đó, là đó, tại vì tụi mình là building inspector, mình có chụp luôn nguyên cái hình, nguyên một cái pao này ở trên đất nhà mình nè. Mà là mình biết của ảnh đó là anh kêu tới đổ đó, rồi anh đổ không có chỗ nào, cái anh đổ nhà mình như là một cái đống rác sợ rác đô thành vậy đó. Thì mình rất là bực mình. Rồi ra chim tróc mà dữ ha. Hồi xưa thì nó cũng không có nhiều như vậy, do là nước mấy cái cục đá nó đã lăn ra như giữa cái đó đó, vào nó rớt xuống đó, nó ngẹt với lòng suối thì nó phải tràn, nó dâng lên từ từ. Thành ra những cái mên này đó là tụi mình phải để trên này không, chứ mình không được đổ xuống lòng suối đó. Cái đó cái luật lệ vậy, là mình phải biết mà mình theo, để mà mình cho cái môi trường của cả chung quanh cái vùng này nữa,
đó, chứ không có phải là riêng của mình mặc dù là tài sản của mình, nhưng mà mình cũng phải tuân theo luật lệ của chính phủ, chứ không phải nói tôi đất tôi muốn làm gì, tôi muốn trồng này tôi trồng kia gì được nha. Bạn nhìn bạn thấy không đó, và cái đây cái lòng đường của người ta như thế này, trên bên đó bên cái đống mên này nó đang nằm trên cái đất bằng đó, trời ơi, cài cái đất của người ta xuống tỉnh khô vậy đó, trời ơi vẫn dễ sợ luôn. Nhớ là nay thêm đống ung sò bần đống ung sò bần, nhưng mà mình cũng giải quyết được. Thì khi mình chừng nào mình gặp ảnh á thì mình nói ảnh ủi vô cho mình, nó gần cái nhà của mình hơn chút đó. Rồi mình cái con đường của mình đây nè, là mấy anh có cỏ này anh ủi dùng để cho ảnh đi xuống cho nó dễ đó. Rồi cái anh ban ra anh chở lên, rồi cái anh chở lên cái hàng thông đó là mình cũng cào xuống một mớ rồi. Rồi bây giờ cái chỗ này mình có với bạn xem từ ngoài nhìn vào đó thì nó cũng đại khái nó cũng được rồi. Mình chỉ cho giới hạn ở đây là 20 feet cái đường nó đi thôi. Tại vì bên này đó, cái đồi bên này là cũng đất của nhà mình. Đó, cho nên là mình nói là muốn là họ lấn cái đất ở bên cái vùng bên đó đó. Thì cái đồi đó nó còn cao lắm, thì đất của Don nó là nó tuốt ở chỗ cái, nó ở chính giữa của nó, bên trong của cái hàng rào đó đó mấy bạn. Là vì anh Rick á, là lúc đó là anh mua cái nhà, anh làm anh có cái nhà anh ở trên đó, thì phía dưới nhà này là anh để cho má vợ anh ở đó. Thành ra nhà là nhà, hai căn nhà đều là của ảnh, cho nên ảnh xây là ảnh làm như vậy. Nhưng mà cái miếng đất đó nó thuộc 10 mẫu chung quanh vừa nhà Kevin với nhà King Tờ Hill với nhà của David á, là 4 căn đó là 10 mẫu, còn của mình là 10 mẫu riêng của mình chưa có xẻ cho ai hết nè. Mình không có thích xẻ, mình cứ để nguyên vậy thôi đó. À đây này, bà tự bên ngoài nhìn vào này, mình có cái cây thùa, cây fox tail đó, cái thùa đu chồn ấy đó, là cũng có làm cả cái chiếu lại gần chút với một cây nhỏ này, chứ để cái nó không có sáng quá, cái nó mù đó. Thì mình trồng một ít cái cây mấy cái cây cẩm tú cầu đó một mớ cái lan kiếm nó cũng lên nè, nó có cái hoa tỏi nó cũng lên. Hoa tỏi nó cũng lên rồi dài với đó. Đó là mình cái chỗ cái cây thùa đó là cái chỗ cái biên giới của mình ở ngoài này, thì mình chẩn này đó là để cho nó lên cho nó lớn, chứ sợ người ta đi người ta chạy người ta cán ngang nó mấy bạn. Đó rồi với mình sẽ cào cái đống mên này này. Mình sẽ cào những cái đống mên này nó vô sâu trong đó. Đó thì nằm im trong đó. Đó thì đại khái là cái vườn nó mình làm vậy, ai cũng có cái ý tưởng làm cái đất đai cho nhà mình đẹp hơn đó. Đằng hôm qua đó thì bạn coi đó, cái biên đất, cái đồi của người ta đó đó, cái đồi đó đó ha, là nó là cái biên giới, cái đồi đó vòng ra tới này nè, cái đường đi nó có chút xíu. Bây giờ anh ủi ra đó là cái chỗ đó là cũng có chỗ là đánh cái vòng lại được đó mấy bạn. Chiếc xe nhỏ là chạy đánh vòng được luôn, anh ủi mất luôn, bay luôn cái núi của người ta, mà chỗ đó là có thể là cất cái nền nhà được đó. Trời ơi, già cả rồi ở chung với nít nhiều lúc cũng bực mình lắm mấy bạn ơi. Mình không có muốn nói anh đâu, mình chỉ lo mình làm ở nhà mình thôi. Bây giờ nó nói đấy, mấy người nó nói với mấy hôm qua đó là vợ chồng của Ryan nó dẫn hai đứa con lại, thì anh đi chiếc xe gốc cạc á, tức là cái nhà đó chiếc xe đó cũng có 10.000 đồng, chạy vòng đất này thôi, chứ với trong sân cỏ thôi chứ không có được chạy ngoài đường mấy bạn. Đó là ảnh đi, ảnh chỉ cho vợ cho con ảnh, nó là ở cái này á, cái chỗ này đó là cái đây là trồng cái này là qua Green Food rồi này nọ, ảnh nói thì mình nghe ý chế vậy đó. Thì có hai nhỏ con gái thấy thương lắm mấy bạn, mình thì mình rất là cưng con gái nha, bởi vì đó là đối với mình á, những cái cô công chúa đó là hết sảy con cào cào, thì chính mình cũng mê công chúa lắm. Mê đó là thích đó, tại vì thích may đồ, chứ thích may đồ, may quần, may áo, may đầm rồi này cho mấy cháu mình, mấy đứa cháu gái chứ cưng lắm đó. Rốt cuộc cái đẻ nó thằng trai. Nhưng mà đứa con trai nó cũng dễ thương của con trai, với bạn trai cũng có dễ thương của con trai, gái có dễ thương của con gái. Gái đó thì nhà mình thích hơn, tại vì tụi nó nịnh lắm, nó nịnh cô rồi này nọ lắm, tao nói nhà cưng. Nhà mình là cháu gái đông đó. Bây giờ cháu ngoại thì lại giờ cháu đó coi, cháu ngoại đúng không? Ông má mẹ mình cũng 19 nữa, cũng ít, cũng cháu trai với ngoại cách chắc cũng cỡ bằng nhau sao, đại khái đây nó cũng tạm được vậy đây. Nhưng mà chị Chính thì chị rất là thích con gái,
Nhưng mà rồi có thằng trai chị nó ngoan, nó dễ thương lắm. Hồi đó nó thấy nữa nó lớn bị lớn đó, là nó có đi làm, nó có tiền, nó mua nguyên cái nhà thiệt lớn, cái giường cũng thiệt lớn, đóng chung là ngủ chung luôn nhau hết luôn vậy. Nó có bà ngoại với mấy dì nó, ba mẹ nó này kia, nó thấy thương lắm đó. Mình cưng mình nó thì nhà mình chỉ có thằng cháu ngoại đó thôi, nhưng mà giờ anh đi làm anh tuốt ở bên sọt ra rồi, đi qua bên anh là anh đi làm 2 năm sau anh mà anh mới trở về, không biết trở về đâu thì mình chưa biết. Mình nói với trời, không biết nó trở về nó có gặp mình hay không á. Thì mình thì sức khỏe thì cũng hơi kém kém một chút, nhưng mà lúc sau này thì mình vui, mình giỡn nhiều, rồi mình cảm thấy ơi nó cũng khỏe ra một chút được mấy bạn, rồi mình cũng mừng thôi. Thì tới đâu ông trời cũng cho tới đâu thì hay tới đó, cái nợ mình tới đâu thì hay tới đó. Rồi bây giờ đó là mình còn có chuyện phải suy nghĩ nữa, là tại vì cái em bom bom trên nhà chị Hải đó tự nhiên thù mình truyền kiếp về gặp mình sủa từ đầu bữa sủa nay, giờ chỉ nhắc ra mới nhớ. Giờ nhớ rồi cái mình mới biết, giờ mình nó muốn hỏi em mà không biết, không có nói được cái tiếng của em. Cái em bom bom nó như thế nào, cái em bom bom nó là mẹ của Cookie, con gái chị á. Tức là Cookie là con gái, Cookie là nó là cháu ngoại của chị. Thành ra mình giờ là mình phải đi tìm hiểu đó, giờ mình hỏi ra cho được mới được. Mình nó làm sao mình phải khắc phục của con bom bom nó, là nó phải thuần phục mình chứ còn em mà cứ chơi tôi, em sủa hoài, em làm như tôi ăn thịt chó vậy. Trời ơi, tôi đâu có ở ông Tạ đâu, ông tôi ở Hòa Hưng thôi đó. Rồi chỉ nghe đó là mình gây lộn với con chó đó, chứ con bom bom của chị đó, chỉ cười cho nó chứ nó sợ mấy bạn, nó chạy vô mà nó rút tôi trong buồng đó nha, nó rút tôi trong phòng đó, nó không dám, nó chui gầm giường không chung ra. Mình nói trời ơi, con chó gì mà nó hèn dữ trời vậy, phải không? Thường thường á là nó đâu có làm gì mà nó cụp đuôi, chắc nó cụp đuôi chạy bạn ơi, ngộ lắm. Bây giờ chỉ nói là mình mới để ý, chứ thiệt ra tại vì mình để ý thì đứa nào nó đẹp nó dễ thương, còn chị đó là ôi cái mặt của chị cái lông nó chồm mà cái con mắt xanh nha mấy bạn, con mắt xanh như con mắt Mỹ vậy đó đó. Thực ra tính ra là nó so ra với những con chó trong nhà đó đó thì nó đẹp hơn con Curly. Curly là con bulldog, cái mặt nó xệ xệ nó ngầu ngầu đó. Nhưng mà mình thương nó, thương Kelly đó. Kelly là cái tuổi nó già với nó trung thành đó. Đâu nó nằm đó mình nói với chị chứ trời ơi, em chị ơi, chị Hải ơi, em nghĩ tới cái tuổi già của mình á. Cái tuổi già của em chị em chắc cũng buồn, mình nhìn thấy nó coi nó đi nó dở cái chân lên không nổi, nó đi tới mình rồi nó té, nó lăn ra, nó nằm ra. Cái nó dở cái chân lên để cho mình gãi cái bụng nó với bạn, thấy thương không? Mình nói chứ nhiều khi hồi đó mình cũng chứng kiến cậu của mình á. Cậu mình nó bị đứt cân máu, thành ra bị liệt hết hai tay và chân, còn cậu còn đi được. Thì cậu cũng không có nói gì được nhiều nữa, ớ thì đó mình thấy rất là thương. Nhiều khi ngứa gãi là không biết làm sao kêu con gãi đó, cái lợi ngay cái gốc cột, có xây cái lưng lại, cái keo tụt lên tụt xuống vậy đó, cho nó cho nó đỡ ngứa đó. Mình thấy tội lắm mà cậu rất là thương, cậu rất thương ba mẹ mình. Bệnh vậy chứ mà cũng có nói được một vài tiếng, giống như cái chị hai vậy đó. Đã thì mấy em đi chở cậu vô trong nhà thăm ba với mẹ mình đó. Mình đó giờ già rồi đó, mình nhớ về những người kỷ niệm, nhớ về kỷ niệm nhiều thì là người đó già rồi, nhưng mà không biết có sắp chết thì mình chưa biết rồi. Nhưng mà nếu mà thực sự mà có một ngày mà có phải đi đó bạn, mình nghĩ đó là nó cũng là một cái duyên của mình tới nhiêu đó thôi, duyên mình tới đó là nó tận rồi thì nó tận thôi, mình chẳng có buồn bã gì rồi lưu luyến gì, tại vì có duyên thì nó gặp, rồi vừa hết duyên thì mình đi vậy thôi đó. Thì bữa nay đi ra ngoài công trường thì ốc ca định hỏi thăm nó, anh Ly nó nói chứ Laura, ta nói chuyện với Ly rồi, Ly nói chứ là kêu hỏi chuyện cô về cái chuyện cái mối tình của cô với anh Ly. Nếu sự đơn giản, tình của mình nó chả có gì, mà là có gì mà có gì không có sự hình, cũng nghĩa là không có gì thì nó rất là đơn giản thôi. Tại vì mạnh đứa nào nấy sống, mạnh đứa nào chứ mà chẳng có biết mình là ai, muốn tìm mình nó u em ai, thành ra đi tìm cho đã rồi cho tới ngày nào đó đó thì đó, ủa việc mình tỉnh dậy tự thức giấc dậy đó, hả, thì mình thấy mình thiếu gì đó, mình muốn tìm cái nửa kia của mình thì gặp nhau là anh nói chứ gặp nhau bên hồi, gặp nhau bên đảo cũng chẳng ai nói yêu thương gì nhau đó, thì cứ ảnh cứ rà hoài rà không được thì thôi, vậy tức mình quá đi Úc, ra đi Úc cũng là
một cái giải pháp tốt đẹp. Vì khi đi xa xa rồi cái mình lại thấy thấy cái người đó cũng tử tế quá, sao mình không để ý tới nha, mình không cần shader người đó. Đó thì mình nghĩ vậy đó, mình cũng nói thẳng với Oscar vậy đó. Cái nó nói với mình cái nãy Ly cũng nói với tôi y chang vậy đó. Nó vậy hả? Thì thực ra ảnh thì cũng có để ý tới mình chút nhưng mình chẳng có để ý. Mình không có để ý thằng nào mà. Mình không có để ý thằng nào hết, là mình chỉ để ý tới mẹ mình thôi, cái bà mẹ gia đình mình thôi. Rồi mình chỉ muốn đi được vô gia đình mình được đoàn tụ vậy đó, sống chung nhau vậy đó, y như bên Việt Nam vậy đó. Đó là cái ước nguyện của mình. Thì mình cũng đã thực hiện được ước nguyện mình rồi. Chỉ có mình không có gặp lại được ông già mình thôi, ba mình thôi. Cái cây mất dịch này là cái cây, để mình coi. Cái cây này là cái cây anh được trung phát mà của rừng rú á, cái đoạn nó màu trắng, màu trắng làm với màu tím chung á, nó tàn là thế, nó màu tím, hồi đầu thì nó màu trắng. Bây giờ mình sẽ trồng thêm một mớ hoa hồng ở đây, khi mà mình có giống thì mình sẽ trồng thêm. Giờ hãy giới biểu mình lên trên nhà chỉ bứng đi, trời ơi. Bây giờ nó trắng bông hoa rồi, bây giờ muốn cây trái thôi. Mà muốn thì muốn giật ngược cái này. Thêm là giờ này chị không muốn trồng ấy, thôi bà nội. Trồng nó đè gần chết luôn, thôi mi không muốn đâu. Đây. Mình nghe chị nói nghe tức cười đó thôi. Mình thì ơi sao đó, mình sống mình cũng được, có gia đình mình cũng được, cái gì cũng xong thôi. Thì chịu khó xuyên chút. Bữa nay về nãy giờ về là mình chưa vô nhà nó nha, mình tưới cây liên tục á, thăm hai đứa con nó mẹ nó bỏ chạy tét vàng luôn đó. Thì mình tưới đây mấy cái cây lồng đèn của chị Hải cho này, mà thấy không được tốt rồi, chắc để mình bỏ phân nó lại, nó miếng phân nha. Đây cũng có mớ hoa hồng nữa chứ, tại vì mình lắp cái mulch lên mình không thấy đó, nó cũng còn mớ trái thanh long chín đỏ ha. Mình nói á, chị nói chị Hải cứ nói mình chứ, ơi cho mi bao nhiêu cho như mi thanh long lên, nhưng mà là mi không có thích bằng, mi tự mi tay mi cầm một cái trái lên mi hái thích nó vui lắm. Trời ơi, nó mắc dừa hay mà nó to như thế này, để mình nói coi trái. Mình không thể nào mà không cười chị Hải. Giờ bà chị ở nhà, bà ở nhà rồi cũng nhân rất là gọi cho mình hết đây này. Trái của chị ấy, trái của chị Hải, cái trái to nhất đó, chị bê to như thế này thôi các bạn. Còn ở mình á, đây thanh long của mình, cái trái to như thế này đó, trái trên trái dưới đó, cái trái trên là cái trái của mình á đó, đó ha. Cái trái của chị đó là to nhất, là cái chị bằng dưới đó, nó to hơn cái chân trái chút xíu đó. Rồi chị đó rồi, có trái là nó to một cái trái nhỏ đó. Còn như trái bên này như thế này nè, là diện trái to, với chỉ là trái này nè đó. Chị mới nói chú trồng sao hay quá, em có hay gì không, có bỏ phân gì đâu. Chị nói hay là hay gì, lâu chặt sạch nó miếng nước em tưới thôi chứ còn không, thực sự là em chả có tưới nó gì bao nhiêu nữa nè đó. Thì chỉ là bây giờ là phục lăng con em nè. con em trời cho của chị đó, từ trên con em trời thần đất lỡ đó đó, thằng em cũng trời thần đất lỡ, con em cũng trời thần đất lỡ luôn đó. Chị kia bữa đó chị còn chưa nhìn thấy cái trái thanh long của mình với cái size của mình ăn đây nè đó, là đệ tử Nguyễn Anh đó, là mình thích trái bé lớn vậy thôi và nhỏ hơn. Nhưng mấy trái này là tài sản của mình á, không có cho ai đâu, mình ăn một mình luôn. Mình đừng có nói mình ăn một mình, mẹ hai chồng nó ăn dành với nhau mấy bạn ơi, nói là xấu hổ. Mình đã nói rồi, mấy trái lớn mình chừa cho ảnh ăn với lại thân hào nhân sĩ, ai muốn ăn gì cho trái lớn mà không cho trái nhỏ. Cái nhỏ này cho mắc cỡ nhục thấy bà luôn, cho nên cái nhỏ là tôi tự tôi ăn một mình luôn. Tôi giấu biệt cái tông tích nó vỏ, tôi bỏ xuống tôi chuột ăn rồi luôn, có con gà ăn tôi không có cho ai thấy hết đó. Rồi cái anh đi lên cái anh la thầm hết à, nó trời ơi bà chú ơi hỏi gì á. Anh nói á, trời ơi con chuột ăn nó bỏ vỏ cùng hết nè, con chuột nào ăn em ăn á. Anh nói thì anh biết á, ông biết mà mình nữa chứ ai, mình ai trong khoai đất này. Thế Ita đó bắt đầu, Ita đó không có làm cái gì hơn mình, bằng cái chỗ bắt chước mình thôi. Đó, ông ăn rồi cái ông mới nói chứ, công nhận bà chú hay thiệt, bà chú nó ngon thiệt, nó ngọt hơn. Nói thì cái lượng đường nó bao nhiêu á, cũng giống như mẹ cha mình đẻ ra đó, mình nó cũng sai đó vậy đó, không? Quá, tự mình cũng chui ra từ cái lỗ đó đâu, có đứa nào nó khôn, đứa nào đâu, mà nhiều đứa nó cũng chơi cái bánh đó. Nó chơi nó làm cái điệu nó lớn hơn là nó khôn hơn mình này nọ. Trời ơi, không hay không á là chưa chắc gì bạn đi ra ở trường học á
bằng học giỏi chứ bà đi ra đời bằng thành công. Có nhiều người đó là người ta chưa từng tốt nghiệp đại học, người ta cũng ra vẫn thành công như thường. Nhưng mà mình vẫn khuyên mấy cháu thì ráng học, chứ không phải là đi mà kiểu đi ra là đi lo làm kiếm tiền cho mình. Hy sinh vậy là không có nên, ngu để nữa, nó là nó học lên rồi cái nó ngồi nó khi dễ mình chứ. Nó nói phải chi là nó dày mình kia này nọ. Nữa nó nói mẹ không có học có làm sao mà mẹ biết rồi này nọ, đó là chết luôn. Thôi, hên đó là mình không có đứa nào chứ nó nói là mình chắc tức trong máu họng à. Đó, nhưng mà thôi, mình thấy là mình biết cái gì nó đủ rồi, nó đủ mấy bạn. Đây nè, cây này đó là mùa đông rồi mình không có tưới nó khô ha. Bây giờ mình ráng mình tưới lại để cho mấy cây hẹ của mình nó lên, bắt đầu nó lên trở lại nè, thì mình đổ phân vô. Cái cây này mình cắt để cho nó lên đọt non, chứ nó già rồi, nó lớn, nó to quá rồi. Mình ráng mình tưới một hơi cho mấy cái cây của mình nó sống lại. Con mớ cái bữa paradise này mình trồng ở đây nè. Nhưng mà do nó nóng quá rồi, nó queo, đến bữa trước là lên tự xanh rồi đó, rồi nó quẻo luôn. Nó quẻo luôn thì mình sẽ bứng mấy cái khác lại, với lại nó cũng nhiều công trình lắm mấy bạn. Chẳng mình nói luôn á, mình bữa nay mình phát giác ra thì thường mình đi làm mà đứa mình đi đòi tiền cho công ty rồi này nọ, mình biết công ty này công ty kia rồi này nọ là do là mình có gì sự mình có học hỏi, mình chịu khó mình học hỏi thì những information nó hiện giờ đó mấy bạn ở trong internet rất là nhiều, trên mạng rất là nhiều đó, thì cũng vì sợ đó rồi mình mới lòi ra cái chủ nhà offline của mình á. Đó là cái công ty đó là về cái địa ốc á, đấy là cái nó là cả khoảng 500 triệu đô la đó mấy bạn. Đó cái vốn nó là 500 triệu đô la mà nó có tới mấy chục ba mươi mấy cái building đó, mấy cái real estate mà đấy đó. Đó thành ra cái nhà ổng mua 17 triệu 13 triệu 7 á, là mua 3-4 năm trước rồi. Giờ đập nắp mấy ra làm đó. Nhưng mà làm xây đó rồi đó, thì ổng chuẩn bị bán là cũng chắc cũng là dân ngon lành lắm à. Nhưng mà ổng đó thì anh nói với mình đó là thằng em ảnh, thằng em của ảnh là nó ngủm hồi 2016 mà nó không có vợ con gì hết à. Nhưng mình cũng không có biết, không cũng có, thực ra mình cũng có tò mò anh chi. Tại vì mình đi làm thì cái tiền trả tiền mình á đi qua cái công ty của thằng Soros đó, cho nên nó là mình đâu cần biết chủ là ai nữa, thằng kia nó trả tiền mình là được rồi đó. Thì tình cờ bữa nay mình vô mình coi cái plan, mình thấy cái tên của ảnh à đó, anh của Unilab đó, đó một cái công ty đó, công ty địa ốc ở bên Houston là 1993 đó mấy bạn đó. Rồi bên này đó, bên Los thì ảnh coi, mà bên Texas thì là em trai ảnh coi, là hai anh em đều là cùng đồng sáng lập cái công ty. Thì mình nói đó, nó cũng những cái đó nó rất là phiền phức đó, khi mà làm ăn cái vợ chồng nó cũng phiền phức. Giống như bạn thấy như Amazon không, hai vợ chồng nó ly dị chia nhau người 50%, thì anh nói là anh biết anh có lỗi, ngoại tình anh có lỗi, thì anh cho anh cũng tốt, anh cho vợ anh tới 50% cái tiền cái xe của ảnh trong đó. Bây giờ mình nói với bạn nghe, đây cái nhánh cây này, bây nhánh nó không dừng, giờ nó lên đây nè, cái này nó lên một cái cây nữa, bên đây nó lên một bông nữa, một củ mà nó lên hai ha, cây này bắt đầu lên rồi. Ô bây giờ nó tới mùa nó rồi, mà nó đâm ra bữa hôm qua mình đâu có thấy ha, bữa nay nó chọt lên. Trời ơi, mấy cây này nó hiện lúc ẩn lúc hiện, ngộ quá ha. Đó, có mấy cây cáp thôi này, cái hoa hồng này đó, chị Hải đó có lỡ bữa mình chỉ nói thấy đẹp đó, mi thích cái, nhưng mà mi không lấy đâu, nhất định không lấy đâu, không phải là chị không muốn lấy đâu nha các bạn. Mình đọc được cái tư tưởng qua đó là tại vì nó có một cái hoa á, thôi đây chị để cho chồng đi cho nó đẹp ấy đó, nó tính chị cho chị vậy đó. Mình biết chứ không biết đâu, nhìn cái ánh mắt á, cái ánh mắt đó mà bạn thích á, mà cái cười tỉm mà cười đó, con mắt còn quay lại ngó đó, tức là thích á, tôi thích đấy đó. Đây ôi cha, rồi để mình nói ảnh bưng cái chậu này lên cho chị nè. Cây này nè, cây này nó lên cái hoa này mấy bạn, đây nè, đầu cái ngay cái ngón tay mình nó là cái cạnh hoa đó, nó nếp sát đây ha. Ô trời ơi, có hơi đẹp quá ta đó. Đây thôi, mừng quá rồi, mình không có nói láo rồi, mình để cái này để cho chị, rồi mấy cái này cái mình bỏ phân lên là nó lên nó tốt. Còn mai mốt ở đây mình có nguyên một cái đám hoa màu hồng, rồi cái hoa màu bông hồng thì nó màu đỏ, thanh long thì màu tím.
thanh long thì màu tím, hoa tỏi thì màu tím đó. Ơi cải đó ai cười cười mình cái màu quê mùa ấy. Mình không biết trồng hoa nhưng mà thi cải đó đi, miễn là tôi có rồi. Cái gì cle với chị Hải được rồi, cái gì cái này đó là đồ chùa nha. Em của chị là không có phải tốn tiền đi mua đâu, không có phải quanh đô la, phai đô la như chị đâu nha. Không có sang như chị đâu. Em chỉ đợi mấy nhà giàu nó luyện là em lụm. Nhưng mà mấy người chồng nó đã xài rồi thì em không bao giờ lụm mấy người triệu phú đâu. Tại vì em không thích lấy chồng triệu phú, em chỉ thích lấy chồng cu ly thôi. Đó, chồng cu ly thôi. Trời ơi cái cây này coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái 9 cái thanh long. Và nó vẫn tiếp tục nó ra hoa nè mấy bạn ơi. Nó nụ nụ, nó đơm đơm đó. Đơm nó chót chót, cái đầu nó lên đó, nó là cái nụ ấy. Trời ơi, nụ đây nó cũng ra đây nè, đây nè. Giữa ba cái nhánh đây nè, cái này nè, cái nụ đây nè. Đó, đó, thấy chưa. Trời ơi, thanh long mình nó lợi hại lắm chứ. Nếu mình trồng cái gì là cũng thua chị hết rồi, chỉ có thanh long và trái táo tàu là mình hên thôi. Đó, chỉ có thanh long và táo tàu thôi là lo ra và ly này nó lợi hại lắm đó chị Hải ơi. Rồi bây giờ là chị vui rồi, chị đó sáng này chị gọi mình, chị nói lo ra ơi, mặt cái cá quá rồi Du ơi. Ông Ly đó, cái miệng ông đọc thật, đọc thật ấy. Nó đọc thật làm sao? Đọc thật, ông Ly miệng đọc làm sao nhớ em nghe thử coi. Thế ông mới nói đó, mặt cái nó xuống, mà nó xuống đó, dưới 34, bơ xuống 34 đồng. Bữa nay còn 32 đồng ấy. Mình nói chưa rồi đó. Tức là mình mua, mình chơi, mình mua đó là một cái phần nào đó thôi. Rồi mình để thủ một số tiền mặt á. Đợi cái mặt kết nó khác á, là mình mua. Mua vô nhưng mà đừng có đánh mạnh quá, lần mua 500, 500 thôi. Kỳ này 1 phút luôn, 2.000 xe luôn. Nhưng mà mình đã lời nhiều rồi. Thì bây giờ đó mình lỗ chút vài ngày thôi rồi đó, đợi nó cũng lên thôi. Đó. À, chị nói ừ hé đúng phải rồi. Mình nói rồi đó, họ cho hỏi chứ rồi đó, Du làm gì? Nói em hả? Em đi trồng cây. Em ơi, bữa nay Du ở nhà hả? Không có, em đi làm. Nhưng mà giờ em đi làm nhưng mà ngồi trên xe đó. Em về em viết cái tờ giấy em viết vào đó để em khi em về tới nhà em sẽ làm gì đó là thing to do. Cái việc phải làm. Đó. Em làm vậy đó. Thì khi về nhà là em nhảy vào, em làm liền. Đó, trời nắng quá, cái cây cà của mình nó cháy rụi đây nè. Rồi cộng thêm là chuột sắt vỏ leo vô nó ăn nữa. Đó, giờ mình ráng mình tưới thêm miếng cho nó ướt cái này đi. Rồi mình xuống dưới mình tắt cái ôi trời, nó tạt cho mình ướt nhẹp luôn. Thôi, mình nói với bạn nghe nè. Mình mà không tốt với mình, tức là mình tàn nhẫn với chính mình. Cho nên sau khi em tưới cây, em khát nước quá mà em không đem nước theo. Cho nên em vặn mấy cái trái nhỏ nhỏ về đây. Mình vặn mấy cái trái nhỏ này, vặt mấy trái nhỏ nhỏ này mình quất. Mình quất. Đó, mình không những mình quất không, mình nói cho mấy bạn nghe vì sao mình quất phải quất vậy. Khi mình quất á, mình lấy mình vặn đó mất đi vậy đó. Thì người ta thấy đó, người ta tưởng là mấy cái chỗ này đó là những cái hoa hư, là mình phải gặt bỏ, bệnh ta nó để trở lại những cái trái to như thế này thôi. Mình khè chị Hải thôi chứ có khè với ai đâu. Đó. Bây giờ nói là chết cha. Chết cha nói là bây giờ nó lòi trong cái YouTube rồi, bà nghe bà biết mình cái tẩy của mình, cái tẩy nổ của mình á. Thì chỉ cười với nó, ừ phải đấy Du. Đây cái trái này của mình đó, mình cũng không có để cho anh Liên có cơ hội dành cho mình đâu. Anh ăn trái lớn đi anh ơi. Cái miệng anh to đó, còn miệng em nhỏ lắm. Đó, mấy cái trái nhỏ nhỏ, mấy cái trái kia thì để dành cho Bảo Bảo, mình mới nằm xuống với nó, đem cho nó. Bảo Bảo nó thích ăn trái cây đó mấy bạn, nó ăn luôn được nguyên cái xoài chanh to luôn á, to đùng luôn á. Dễ thương lắm, cháu mình nó dễ thương lắm. Làm đủ thứ á nè. Thú lợi thăm cây. Đây. Chiều tối rồi mà cái cây Bát Tiên nó vẫn còn cái màu đỏ đẹp nè. Để cho mình định cái hình đó. Đó. Cái ngoài nó hồng lắm, biết mà sao trong này nó lại không đẹp mấy bạn ơi. Thôi mình xin kính ngừng cái clip nơi đây.
Dạ, hẹn bạn ở clip sau nha. Hẹn các bạn ở clip sau, rồi mình đi vô nhà mình nấu cơm. Rồi, bye các bạn.